Thưa quý vị và các bạn, nhằm trang bị cho thanh thiếu niên những kiến thức, kỹ năng cần thiết về chăm sóc sức khỏe, sơ cấp cứu ban đầu, ứng phó với các tình huống khẩn cấp. Những năm qua, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với Sở Giáo dục Đào tạo, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Lâm Đồng thực hiện chương trình Chữ thập đỏ trường học. Đồng thời hội cũng vận động và tổ chức cho thanh thiếu niên tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện, giúp đỡ nhiều học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn vượt lên trong học tập. Đây là một trong những hoạt động của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng, đơn vị điển hình trong phong trào thi đua yêu nước tỉnh Lâm Đồng trong thời gian qua. Cùng Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng, chúng tôi có mặt tại trường tiểu học Phan Như Thạch, Đà Lạt. Đây là một đơn vị xuất sắc dẫn đầu các hoạt động của chương trình Chữ thập đỏ trường học ở Lâm Đồng trong thời gian qua. Với tiêu chí đặt sức khỏe của các em học sinh lên hàng đầu, Hội Chữ thập đỏ tỉnh cùng nhà trường đã trang bị đầy đủ các thiết bị y tế như tủ thuốc, túi thuốc, phòng y tế, giường bệnh, v.v. để học sinh luôn được chăm sóc sức khỏe một cách tốt nhất, an toàn và kịp thời nhất. Xuống con thấy các cô chăm sóc rất là tốt và con thấy rất là khỏe. Em nghĩ việc này rất cần nên làm để cho các bạn nghèo có thể được hạnh phúc vào đầu năm học ạ. Luôn luôn tham gia các hoạt động vòng tay về bạn, quyên góp mỗi ngày 10.000 ạ. Nhà trường đã thực hiện một chuyến đi đến vùng sâu vùng xa trong năm học vừa rồi và đã giúp các bạn nghèo có được đồng phục mới, sách vở để các bạn có thể học tập trong năm học. Nhằm thực hiện tốt việc chăm sóc sức khỏe học đường cho các em, trong thời gian qua, các cấp Hội Chữ thập đỏ và ngành giáo dục và đào tạo Lâm Đồng đã vận động các đoàn y bác sĩ trong và ngoài tỉnh đến khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho hơn 118.000 lượt học sinh. Thành lập và duy trì câu lạc bộ thầy thuốc nhỏ tuổi, tổ chức các hoạt động nha khoa học đường, hội thi sức khỏe, bảo vệ môi trường, khám sức khỏe định kỳ cho các em học sinh. Trong thời gian qua, cán bộ Chữ thập đỏ trường học đã sơ cấp cứu cho hàng ngàn trường hợp bị tai nạn thương tích và kịp thời chuyển viện an toàn với hơn 600 trường hợp. Nói chung công tác nhân đạo từ thiện trong nhà trường thì được triển khai rộng rãi, cũng như là cái mô hình này đã được nhân rộng ra từng các lớp giáo viên chủ nhiệm, phụ huynh học sinh hưởng ứng tích cực, cho nên là nhà trường cũng có cái thuận lợi là phụ huynh hưởng ứng tích cực để mà triển khai cái công tác nhân đạo từ thiện trong nhà trường, giúp được rất là nhiều các em may mắn hơn, các em có điều kiện hơn để đến trường. Để đạt được những thành quả nổi bật ấy, không chỉ là những cố gắng của thành viên các chi hội Chữ thập đỏ trường học, mà còn có sự tán thành, hỗ trợ hết mình của ban lãnh đạo nhà trường. Ban giám hiệu chúng tôi thì đã xác định là cái công tác Chữ thập đỏ trường học là một cái công việc hết sức là quan trọng. Vì vậy cho nên là trong năm thì chúng tôi đã quan tâm tới cái công tác này. Bằng cái hình thức là chúng tôi đã chỉ đạo cho ban lãnh đạo Chữ thập đỏ tăng cường cái hoạt động nhân đạo từ thiện. Đã huy động tất cả các nguồn lực để hỗ trợ giúp đỡ cho những em học sinh khó khăn trong trường. Và đồng thời qua cái việc làm thì đã hỗ trợ cho rất nhiều những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong trường vươn lên để các em có điều kiện học tập tốt. Bên cạnh đó rồi thì chúng tôi đã vươn xa hơn, là hỗ trợ cho các em học sinh ở vùng sâu, vùng xa, những cái vùng khó khăn. Đấy, và để đồng thời thì qua cái công tác Chữ thập đỏ thì nhà trường chúng tôi cũng đã giáo dục được cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên cũng như các em học sinh một cái lòng nhân ái, một cái tinh thần tương trợ giúp đỡ lẫn nhau để cùng nhau vượt lên những khó khăn để các em có cái điều kiện học tập tốt nhất. Thì đấy chính là cái nhiệm vụ mà quan trọng mà chúng tôi xác định được là cái công tác Chữ thập đỏ cần phải có cái sự bao cuộc để chung tay giúp đỡ cho những học sinh có những hoàn cảnh khó khăn cùng vươn lên học tập tốt. Không dừng lại ở đó, Chi hội Chữ thập đỏ trường học trong tỉnh đã xây dựng nhiều mô hình gây quỹ giúp học sinh nghèo vượt khó như nuôi heo đất, áo ấm tặng bạn, thùng tiền nhân đạo, v.v. Với tổng giá trị hoạt động gây quỹ từ năm 2011 đến tháng 7 năm 2015 đạt hơn 12 tỷ 600 triệu đồng để hỗ trợ các em có hoàn cảnh khó khăn, giảm bớt những gánh nặng trong cuộc sống khi đến trường. Qua đó, phát huy được truyền thống tương thân tương ái, đồng thời góp phần giáo dục cho thanh thiếu niên tinh thần đoàn kết, lòng yêu thương con người, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập cũng như cuộc sống và đồng thời thu hút các em tham gia vào hoạt động Chữ thập đỏ một cách tích cực.
Các hoạt động về chữ thập đỏ của trường học Phan Huy Thập đó thì triển khai toàn diện các hoạt động của hội, nhưng mà phải nói có những cái mô hình hết sức nổi bật, có những cái nét mới. Ví dụ như ở đây thì cái thứ nhất là cái mô hình nuôi heo đất thì ở đây được duy trì rất là thường xuyên và có hiệu quả. Cái thứ hai là cái lực lượng tình nguyện viên trong phụ huynh rồi trong ngoài nhà trường, và tôi nghĩ rằng cũng nhờ những cái lực lượng này, những cái hoạt động này thì cái hoạt động hội của trường vươn xa ra khỏi nhà trường, giúp đỡ cho các cái hoạt động nhân đạo từ thiện đi ra khỏi thành phố, đi giúp đỡ các huyện trong tỉnh và thậm chí còn có thể còn đi ra ngoài tỉnh. Thì đây là một nét hết sức nổi bật của trường Phan Huy Thập. Qua những cố gắng với mong muốn mang lại sức khỏe và cuộc sống ấm no cho cộng đồng, đặc biệt là đối với thế hệ thanh thiếu niên của đất nước, Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Lâm Đồng đã thể hiện rõ tầm quan trọng của bản thân trong các hoạt động xã hội, góp phần tích cực giáo dục các thế hệ trẻ về lòng nhân ái, tình yêu thương và biết đùm bọc lẫn nhau để cùng vươn lên trong cuộc sống.